những lúc mình giận, những lúc mình muốn nói ra một câu hay là làm một cái gì đó để cho hả giận. Tại khi giận thì mình khổ, và mà khổ thì mình muốn bớt khổ, và mình cứ suy tư một cách rất là đơn giản rằng nếu mà mình nói một câu cho đau người kia một chút thì tự nhiên mình sẽ bớt khổ, hay là mình vùng vằng, hay là mình hay là mình quýt, hay là mình làm cái gì đó cho nó mạnh, cho những người kia đau nhéo một cái thì người kia thì mình sẽ bớt khổ. Cái thường tình là nó như vậy, tức là cái khuynh hướng muốn trừng phạt người kia thì mình bớt khổ. Nhưng mà kỳ thực trừng phạt người kia rồi á, người kia khổ, người kia sẽ trừng phạt mình lại liền, tức mau lắm. Và chúng ta leo thang chiến tranh, leo thang trừng phạt, người này phạt một cái, người kia phạt lại một cái, rồi cả hai dìu nhau, đôi ta dìu nhau vào địa ngục một cách rất là mau chóng. Cho nên trừng phạt không phải là cái biện pháp hay, đó là một biện pháp dở nhất, nhưng mà hầu hết chúng ta đều bị hấp dẫn bởi cái biện pháp đó. Cái phương pháp của chúng ta là mỗi khi chúng ta giận, hay là chúng ta buồn, hay chúng ta tuyệt vọng, thì cái năng lượng của cái giận, cái buồn của tuyệt vọng đó, đừng để cho nó hoành hành, đừng để cho nó trấn ngự, đừng để cho nó xui khiến chúng ta có những cái hành động và những cái lời nói nó có tác dụng gây đổ vỡ. Tại vì chúng ta đã từng gây đổ vỡ trong quá khứ, mà đâu phải là chúng ta không thông minh, chúng ta thông minh chán. Chúng ta đủ thông minh để biết rằng nếu nói cái đó ra thì chắc là đổ vỡ, nếu làm cái đó thì là đổ vỡ. Vậy mà chúng ta đã nói, chúng ta đã làm, nói xong rồi, làm xong rồi thì ta hối hận quá chừng, tại vì cái sự đổ vỡ đã xảy ra, ta mới đấm ngực, bứt tóc. Mình tu rồi thì mình đâu có tóc nữa. Và mình hứa hẹn rằng kỳ sau nhất định là mình sẽ không có nói câu đó nữa và không có làm cái hành động đó nữa. Nhưng mà lạ quá, mình thành thật lắm, mình nói nhất định kỳ sau mình sẽ không nói như vậy, mình sẽ không làm như vậy. Nhưng mà kỳ sau khi mà sự kiện nó xảy ra thì mình lại nói y chang như vậy và làm y chang như vậy, và tạo ra đổ vỡ thêm một lần nữa. Chúng ta đã từng đi qua cái cầu đó, chúng ta biết rằng cái đó nó mạnh hơn chúng ta. Chúng ta có thông minh thật đó, chúng ta biết rằng nói cái đó hay làm cái đó thì sẽ gây đổ vỡ. Nhưng mà chúng ta đã nói, đã làm. Và dầu chúng ta có cam kết với mình rằng là lần sau không nói, không làm, không chắc chúng ta đã theo được. Lần sau khi sự việc xảy ra, chúng ta sẽ lại nói câu đó, sẽ lại làm câu đó và gây đổ vỡ thêm nữa. Mà mỗi lần gây đổ vỡ như vậy phải nhiều tháng mới hàn gắn lại được. Vậy thì cái nguyên tắc của chúng ta là nguyên tắc, nó giống như là nguyên tắc quân sự. Có những cái lúc mà mình là tướng giỏi thì mình không có nên vận động, tại vì một ông tướng mà vận động quá thì sẽ gây tan nát, đổ vỡ và chiến bại. Và cái chiến thuật này gọi là án binh bất động. Khi mà giận thì nhất định không có nói gì hết và không có làm gì hết, là án binh bất động. Binh tức là những cái troops, những cái military units, để cho nó nằm rất yên, để cho bên địch không biết là đâu mà xét đoán. Án binh bất động ở đây có nghĩa là trong sự thực tập của mình, nó có nghĩa là không nói gì hết, không làm gì hết. Nhưng mà nếu mình không nói gì hết
và không làm gì hết thì mình có khả năng như vậy không? Khó lắm. Những lúc mà cái giận nó bừng bừng, nó trấn ngự, nó xúc xiệm mình. Vì vậy cho nên không nói và không làm nó rất khó. Cái phương pháp là nắm lấy cái viên sỏi đó và trở về với hơi thở. Bố ơi, con đang giận, con đang khổ, Bố ơi giúp cho con với. Và cứ tiếp tục như vậy mà thở. Nếu cần thì mở cửa đi ra ngoài và đi thiền hành nửa giờ. Và mỗi bước chân thì là một hơi thở vào. Bố ơi, con đang giận. Bước một bước chân khác nói, Bố ơi giúp con với. Và chắc chắn chỉ cần một vài phút như vậy thì cái sự đau khổ nó sẽ giảm thiểu, nó sẽ đi xuống. Và có thể sau 20 phút tu tập thì mình thấy rằng cái giận của mình nó trẻ con vô cùng. Có như vậy thôi mà cũng giận, có như vậy thôi mà cũng buồn. Tại vì người kia họ không có tu, cho nên khi mà họ bực mình, họ không có như ý, họ luôn luôn nói ra, họ luôn luôn phản ứng một cách rất dại dột. Và cái đau khổ của họ, họ không có đối trị được, cho nên họ làm vung vãi lên trên những người khác. Mình là nạn nhân của sự vung vãi đó. Mình là người biết tu, cho nên mình đã không có làm giống hệt lại như người kia. Tức là mình cũng vung vãi trở lại những cái đau khổ của mình lên người kia, mà mình trở về với hơi thở, mình trở về với hòn sỏi, mình đi thực tập thiền hành. Thì mình chiến thắng mình, và mình chiến thắng mình được thì mình có thể giúp được cho người kia. Đó là sự chiến thắng lớn nhất, chiến thắng cho mình và chiến thắng cho người. Tức là làm cho mình bớt khổ và đồng thời không có gây khổ cho người khác.